Anh hai, tụi con biết nè không anh hai? Còn để đâu? Gửi trên tiệm á. Thôi mày chừa sức mày chừa nước miếng đi Như ơi. Mày ca tao mắc ấu gần chết vậy đó, mày hay ca quá à. Bộ mày mắc ca lắm hả? Ê, đừng có xúc phạm nghe. Đam mê từ hồi mẫu giáo đó. Kệ tôi. Kệ lâu lâu cho nó ca một bữa đi em ơi. Ờ, lâu lâu một bữa, mà một bữa nó hát 8 tiếng chưa tắt nữa. Thấy nó ca ca vậy thôi chứ nó trị bệnh cho người ta được đó nghe. Chứ mà đừng có giỡn mặt à. Chị, ca hát mà chị cái gì? Trời, không tin trời. Bữa nó cũng hát vậy nè. Ông Tám kế bên nè, ổng bị liệt chục năm nay rồi. Mà ông nghe nó hát, ông đứng lên ông đi được luôn, thấy ghê không? Ghê trời, ông kiếm chỗ ông trốn vậy đó con. Hai ông bà. Được. Nấu gì vậy? Chị với Nhan ăn chơi được không? Ê, cái này ngon nè, muốn có ai hả? Nè, có Thiện Nhân chứ ai, 14 vậy đó mày, bán đắt dữ lắm. 11 mày có mua, mày mua đúng chỗ nghe không, hàng giả nhiều lắm đó. Nó ngon. Ủa, bọn mua rồi tôi mua chi nữa? Cái này của tao. Tiền ai nó nhận, mày ăn mày tự mua. Trời ích kỷ, giấy bạn chuyện này bị tào tháo được cho biết. Chè có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tào tháo cái con khỉ. Alo, nhậu hả? Thôi, không nhậu đâu mày ơi. Đó nhà ăn chè rồi. Mày lo. Dứt. Nhậu xíu, chiều về nha em. Nghe nhậu nhẹt bay tới cửa đó đó. Nhậu nhẹt tối ngày. Trời ơi, cái lò bị hư. Chứ hết pin đâu. Ngồi mày ra giường mày tưới hầm trống đó nghe. Sao lần nào ông nhậu bắt tôi tưới hết trơn à? Sao bà ông tưới đi? Giờ mày muốn không tưới không? Muốn. Đàn ông gì mà tối ngày ăn nhậu nhà cửa ruộng vườn không biết lo. Ăn nhậu tối ngày kêu đàn bà là không ghét. Chia tay đi, tôi có hợp pháp rồi. Chia tay thì chia tay. Chứ tức mà từ sáng giờ ngồi này đi không được luôn. Ủa? Nghe đi. Nhìn nhìn. Làm gì buồn dữ anh hai? Chị hai mày chưa nói mày nghe gì hả? Có nói gì đâu. Chị hai mày bỏ tao rồi mày ơi. Sao kỳ vậy? Bà ăn Dũng đâu hồi nào á. Có thằng khác rồi mày ơi. Thằng này kỳ ta. Mà cũng tại ông nội ơi. Ai kêu ăn chơi làm chi? Bà chán bà ăn Dũng rồi đúng rồi. Giờ ông bỏ ăn chơi đi là bỏ ăn Dũng liền. Thôi mà anh mày. Sống chung với bà biết bao nhiêu năm trời. Không hiểu sao bà đối xử với tao vậy luôn á. Giờ kia tao nghỉ ăn chơi đi rồi bà không ăn Dũng hả? Khỏi. Con mới nói cũ. Có chăn huynh đèn. Có đèn điện huynh đèn dầu. Tao nè. Tao cũng có nhỏ khác ngoài vậy. Mà tao có bỏ bà đâu. Rồi. Động đất ơi. Ê. Ê. Bà đang nói chuyện gì đâu vậy? Nhỏ này khùng hay gì trời? Khùng hay vậy? Nhỏ khác hả? Ăn nhậu đã tôi không thèm nói rồi. Mà giờ thêm cái bệnh ăn Dũng nữa. Bữa nay tôi cho ông uống nước đìa một bữa. Ăn Dũng à.